Xin chào chưa các bạn, mình là Nemu của Netima Channel. Thì mình đang có mặt ở bên server Nhật để đánh cái chế độ mà BK đây. Thì tuần này là BK là chế độ độc chiêu nha. Ok. Hôm bữa thì mình có làm video của cái ạc này là đang đánh giữa chừng thì là nó bảo trì, bởi cho nên là còn một trận không có chơi. Mà để lát nữa mình check lại coi coi là biết là nó có cộng điểm chưa, bữa không nhớ điểm bao nhiêu nữa. Ok, chúng ta quẩy thôi chứ là độc chiêu. Độc mang tiếng độc chiêu nha, nhưng mà có những con là nó làm giảm tỷ lệ tung độc chiêu á, kiểu như là con Foxy nè, con Lucky nè, rồi như là con robot cái gì nữa kìa, con robot 14 á, nó có tỷ lệ làm giảm tung độc chiêu luôn. Mình đánh sao à? Ây à, xin gu lên độ nhanh rồi đó. Á đù, cái này ken nhỉnh hơn nha, ken nhỉnh hơn. Mình đánh sao? Ồ, Sion, Na cũng được. Mình đánh sao? Mình đánh sao? Nó có Sion. Bây giờ con Sun. Đánh team về trước đi. Đánh về trước đi. Hồn kia đấy. Ôi mẹ mày không chết kìa. Không chết thì không chết thì chịu rồi. Bao nhiêu chết thì mình để cái ba con kia đánh vô con ấy. À, cày không chết. Ôi nổ kìa. Ủa, gặp mình là mình nổ con Sion vô cái hàng kia. Đó. Đó. Không giết nổi Ken đâu, Na cũng vậy thôi, không giết nổi. Ủa, giờ Na bật rồi, nội tại lại sai. Suy. Ôi chí mạng du ha. Ôi mẹ, một ra mà chết luôn kìa. Ảo đá chưa? Ảo chưa? Vừa đủ đam để chết con Na, cay thật sự nha. Vừa đủ đam để chết luôn. Ôi, không chết con Adel kìa. Không chết Adel kìa. Ủa nó tha. Đâu này à. Du ha ha. Sion có nộ mình thua nha. Ken đang mất rồng rồi nè. Sion mà có nộ là thua. Sion có nộ là thua á. À không. Rồi được rồi. Rồi nó toang rồi. Ủa nó tha. Đâu này à. Du ha ha. Ôi ôi Ken. Và đó mình sợ Sion có nộ thì nó sẽ dồn nộ con Yuri nè, là con Ken sẽ bật cái là bật cái long thần lên, bật xong con Sion nó nộ thêm cái nữa con Ken toang. Sợ con Sion có nộ thôi. Cái kia đó là bảo đảm là chưa, chưa nếu mà Sion không có nộ thì không đủ đam được. Ok, mình là người đánh sao ha. Kỳ này lấy con Melee đi, Melee đánh được một hàng ngang. Ấy à, Shingo.
Gonit. Thằng đồng hồ sinh, ôi ôi, Rock Đại Hiệp ở đây luôn. Rock Đại Hiệp luôn. Con kia con gì đây? Saiki hay là Leona? Bây giờ Dulon hả? À, mới tên Kun. Dulon mới tên Kun. Kèo này, ủa? Sớm chơi bạn. Thế là kèo này mình nhỉnh hơn mà Rock rồi kia là nó đấm được cao phẩy, đánh Dulon thì cũng hên xui rồi tại vì Dulon có hạn sát thương. Đó, kèo đó là mình nhỉnh hơn một tí chứ cũng chưa chắc là win nha. Nếu như mà nói là kèo đó mình nghĩ là mình là 7, thanh niên kia chỉ được 3 thôi tại vì một mình Dulon nó chưa chắc nó carry được. Tại vì Maiden Kun với con Rock có hạn sát thương. Trong khi cao phẩy chả có vẻ gì hết, mình đánh sao? Kèo này lấy Terry đi, Terry đồng chiêu nhiều khi trong chế độ này nó choáng ảo lắm. Ôi ôi. Thầy này chắc chắn là cầm thổ rồi. Thổ bên server này phải gọi là siêu phản đòn mà tuyệt kỹ lại ra rất là hay ra chí mạng. Ôi ôi bạn lấy con hen. Ôi ôi. Vãi chưởng. Chọn tướng này hơi lạ nha, hơi lạ đó. Vãi nồi thiệt. Và kèo này mình là hơn con thổ này nó cân được cả hai con luôn. Kèo này mình nghĩ là nên nên chọn con lương với ta. Urokachi. Mari có nộ rồi đó. Mari với Hen có nộ rồi, phản đánh vô thổ cái là đậu phộng phản sạch cây luôn. Mẹ con thổ quay tay kìa. Ôi ôi, anh quay tốc độ bàn thờ chưa. Để đâu cũng vậy ơi. Kè này mình hơn nha, nó hẳn luôn kè này mình hơn. Kè này mà đúng ra ra chị lương hơi sớm à. Chị lương hơi sớm. Sạch cây Mari rồi. Ôi ôi mẹ mày biết ngay mà thiệt. Xá Hajime Maso. Không ngờ con quỷ con hen nó gõ trúng cái chị lương, phải nói lại con Mari nó nộ á, tại vì nó nộ con Mari này nộ sao ta, mình nhớ là nộ một con ngẫu nhiên hay sao á mà nộ trúng cái con lương trong khi con Billy đứng ngay đó kìa. Nộ vô con Billy thì ngon rồi, là con lương mình là chưa chắc mất cái nội tại. Ủa lắc hay gì vậy? Ô hết giờ nè, không biết là nó lắc hay mình lắc nữa đây. Ồ What the hell? Trước khi đánh vậy thì sẽ có nhật vô nó hơi lắc lắc vậy cho nên mình có bật cái 111 kìa. À, mình có bật cái 111. Vậy cho nên là nếu mà nói mà mình bị lắc thì nghe nó hơi ảo tại vì mạng mình ở đây thì mình thấy nó vẫn còn ok. Ây da, My Boy. My Boy ZT nghe giống người Việt Nam lắm. Mình đánh sao tiếp? Hayden chứ tuyệt kỹ phải gọi là gì á, xiên que. Ôi ôi thôi xong rồi, team bạn mà không có rốc hay gì là team bạn toang. Con Leona này rất là ngon luôn, để coi team bạn là con gì, sợ chắc là Hotaru. Hotaru hoặc Saiki không à, Karate. Ôi kèo này hơn, kèo này hơn, kèo này ra con Kula trước rồi ra con kia sau. Kèo này cho ra con chim luôn đi, cho con chim ra đi, để có gì nếu mà con chim nó có chết đó, thì mình ra con Leona. Đó cái này mình hơn nha, tại mê tên cun này nè, cũng sợ đốt máu của con Leona lắm. À, mê tên cun đọc chiêu nó lại hầu cho cái khiên, hầu cho cái khiên. Mà nó mềm nó mềm. Ike ke. Trừ lại đó sút tô. Ây da, bây giờ mê tinh con kia nó nổ nó sẽ giải cho con mê tinh cun nè. Con KT này nó nổ nó sẽ giải. Nó sẽ giải hưởng cho con mê tinh cun.
Hoken! Ora, ora! I'm not! Sensor! Nim, sick of thế à, thế à. Ui trời ơi, chảy máu. Bởi cái nồi chảy máu. Ui, ui, nó chảy máu kìa. Không quên. Nhiệm vụ đốt máu kinh tởm thật sự. Tên bạn thua mà. Đốt máu quá ghê. Nói chung kèo này là con Lena chỉ sợ con Saiki nè. Sợ con Saiki à, sợ con Hotaru thôi, con Rock mình nghĩ là vẫn đánh được. Nhưng mà nếu mà kèo này mà nó cầm con Rock thì mình lại thọt. Tại vì con Kula của mình không có khắc chế được con Rock à. Nếu mà nó cầm con Rock thì mình lại là người thọt. Mình đánh trước Kimoni. À, ý là nó là không có tiền ta. Chữ K này không, Moni là tiền. Không có tiền. Úi giời ơi, mẹ ơi, ghi ngu đây sao? Ghi ngu sạc bơ này được bút thêm chỉ số, nhưng mà về cơ bản là nếu mà so với Anis thì không bằng. Ây da, Gunit à. À, con Gunit này đầu chiêu nó có choáng, cái này lại toan rồi. Cái này mình lại thua rồi, con Gunit nó cân được nha. Tại con Anis này nó không có kháng CC. Chỉ có tên một thôi. Á à, đù. Á à, đù luôn. Cái này tim nó ngon hơn hẳn luôn. Bắn con Anis đây, à con Gunit, Gunit, Gunit. Ôi ôi. À, giờ nó ấy vô mình là vừa choáng mà vừa giảm nộ nữa chứ. Suy. Đó, cái vấn đề của con quỷ này nó là như vậy á, rất là khó chịu. Ủa sao vậy? Kèo này mình nghĩ là vẫn còn chơi được mà ta. Ủa tại sao kèo này lại quýt nó? Mình thấy vẫn còn ok á. Mình sạc bơ này gì á, ít có nghĩa là ít trận 15 mà kiểu như tướng 15 này nó cũng im ba mà, cho nên đậu phộng. Đánh đã về 5-6 trận rồi nè. Mà mới có 14 phút rồi. Sợ thiệt. Mình là người đánh sao? Con Kensho. Ôi ôi mẹ ơi, team bên kia toàn về. Toàn vệ luôn. Cái này mà được con hai lên thì ngon, nhưng mà dễ gì nó cho mình. À, team cầm ba con vệ. Con Kensho này mà lên chí mạng nhiều thì là mấy con vệ này rất là sợ nha. Kensho chí mạng ảo. Mình đánh sao? À, Rugal single, ai da. Rugal có single hả? Cái này sẽ đánh kiểu này, đó, đốt máu. Đốt máu đó. Đó. Hy vọng là Maki đọc chiêu, chỉ cần Maki đọc chiêu búp nộ nhiều thì ngon rồi. Đọc chiêu búp nộ nhiều thì đẹp.
Ôi ôi, bốc nổ cái kiểu này. Bốc nổ kiểu này. Bên này có nổ luôn á. Chắc chắn là có, tại nó đánh trước đầu kia mà mình còn đánh chảy máu nữa, bảo đảm nó có nổ rồi. À nhưng mà chỉ là không nổ thôi đúng không? Chỉ là không nổ thôi. Chứ có nổ rồi. À, phí single hả? Đánh là chết mà, chứ sao vậy? Ồ, không chết hả? Hay vậy ta? Rồi, tranh thủ mình kéo máu con single luôn. Tranh thủ luôn. Tranh thủ luôn, tuyệt vời. Tại vì kèo này á, nếu mà mình để con kim lên nó khả năng cao nó lại đánh nhẹ nhẹ tiếp, nó đánh không giết con kia. Ừ đó. Không sợ, không sợ. Kèo này cùng lắm mất con Maki, nó không giết nó không thể nào giết được cả hai con đâu. Không đủ sát thương. Đó, không đủ sát thương đó chứ. Không thể nào được. Trừ khi pha này là con Angel lên chí mạng thôi. Đó, sẽ giết con Ukyo á. Mình nghĩ nó sẽ không ô giết Maki vậy. Thì đúng là nên giết Ukyo hơn. Đó, chảy máu đó. À, Maki ngu quá, không búp nổ. Maki là Maki. Búp nổ là ngon rồi. Búp nổ có nổ pha này vẫy rau được rồi. Này không vẫy rau được. Ông Maki nãy giờ mình ít búp nổ quá, nó búp nổ nhiều là ngon rồi, thật sự là vậy luôn á, búp nổ nhiều nhiều tí là ok liền, dở quá. Thôi này đấm cái là Ukyo chết ngắt luôn rồi. Ukyo nãy giờ bị giảm cái sát thương gì đó mà đấm cái chết luôn. Ồ, không chết hả? Không chết luôn à. Dạ. Không chí mạng à. Ủa tên bạn còn con chiếc 14 nào ta? Ủa không còn một con mà. Nó còn một con gì ta? Arugo, ai da, bãi trưởng. Úi ôi. Còn ba con về. Còn ba con về, vãi cháy chưa? Còn ba con về luôn. Ừ, cho Maki ăn nộ hên quá. Cho cái ăn nộ hợp lý nè. Đánh con ráp luôn, con ráp nó tông chưa chắc gì con yêu đi mình chết được.
Úi trời ơi. À mà mình cũng là lượt 10 rồi. Ồ vừa đúng 1.000 điểm kìa. Ồ 1.001 đêm. Ok thì cái video mình đánh BK chế độ độc chiêu ở bên Sài Quang Nhật tới đây kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì lại cho mình một comment, một like, share, một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time.